Cho một tiếng rưỡi ăn vô ở chỗ này rồi xong rồi mình muốn đi đâu đi. Hả? Rồi về mới lên tàu thôi. Là bây giờ lấy đồ xuống rồi mình mới đi biển. Biển đẹp. Después del tiempo de la comida, after this 1 hour, 30 minutes, you're gonna get your free time. Okay, remember, your free time is for if you want to go to the beach, if you want to go to explore the island, if you want to go to make shopping, whatever you prefer, you have like a 2 hours for your free time. So you need to come back with us 3 o'clock with 20 minutes on this point, okay? The same dot. 3 o'clock with 20 minutes, we come back for you on this same point, okay? 3 de la tarde con 20 minutos, regresamos por ustedes a este punto. Amigos, ¿me pueden decir su hora, por favor? Can you tell to me your hour? Muốn ở đây muốn đi ra ngoài, đi ngoài tự túc với ông, nhưng mà một, nó cho 1 tiếng rưỡi để ăn uống ở đây, rồi sau đó thì đi ra ngoài. We start with the buffet 11 o'clock. Okay, the buffet service and the bar service 11 o'clock. Until 12:30. Phải lên đây lại nó mới trở về. Mà biển đây đẹp, im ha, biển này tắm được. Okay, it's your free time to go to explore, to go to make shopping, to go to the beach, whatever you prefer. Just please come back with me 3:20 on this same dock, okay? Así que chicos, en español. Vamos a empezar con la comida buffet, empezar también con la barra libre, 11 de la mañana, en 10 minutos, en lo que bajamos, nos acomodamos, 11 de la mañana. Esto quiere decir, amigos, ayúdenme a guardar silencio, por favor, familia, un momentito. Bien, deja. Ok, chicos, entonces, hasta las 12:30 tienen incluida la comida y la bebida. De 11 a 12:30, barra libre, comida buffet, incluida el club de pelea. Ok, de 12:30 a 3:20 es tiempo libre, cerquita de 3 horas.